Rồi, trong cái bài này thì chúng ta nói về cái phần procedure. Trong cái bài lớp 6 của chúng ta thì ở trong phần SQL các bạn đang tạo ra một cái procedure có cái tên là SB Favorite by Year. Và ở đây các bạn đưa vào một cái tham số là year, là số nguyên ha, mình chỉ có kiểm tra là số nguyên thôi. Và ở chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái hàm. Mình sẽ viết cái câu lệnh truy vấn là được short ha, được group bởi cái tên của video, mà chỗ này người ta đặt cái tên là group đó, làm cho chúng ta khó hiểu ở chỗ này. Thì nó chỉ đơn giản rằng là chúng ta hiểu rằng mình sẽ tính tổng số like mà đã có ở trong cái bảng favorites theo cái video ID. Và khi mà mình làm như vậy thì các bạn sẽ tổng hợp lại bằng cái title của cái video đó. Và ở chỗ này bạn có thể group bằng video ID cũng được, chứ không nhất thiết là phải là title. Nhưng mà chúng ta muốn nhìn thấy cái tên của cái video, đúng không? Chứ không phải là ID. ID thì chúng ta đâu có biết là nó là phim gì. Cho nên là chúng ta sẽ để là title. Như vậy cái chữ group này nè, nếu như mà các bạn đổi lại thành là group title thì có vẻ là nó dễ hiểu hơn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng đây là dùng cái title để làm tổng hợp tất cả những cái like mà liên quan. Max là cái ngày mà lớn nhất ha. Ngày lớn nhất là ngày mà mới vừa like xong. Min là cái ngày nhỏ nhất, là cái ngày mà like lâu nhất trong cái video này. Như vậy trong này chúng ta có một trường, hai trường, ba trường, bốn trường. Đây là quan trọng. Chúng ta có bốn trường. Như vậy ở trong SQL chúng ta muốn lấy dữ liệu gì ra với lại cái VGT của cái GPA của chúng ta. Thì ở trên cái GPA mình sẽ tạo ra một cái entity tương ứng với bốn trường này. Các bạn chú ý nhìn vô bốn cái trường dữ liệu mình lấy ra nhé. Như vậy thì ở trên cái phần Java mình sẽ tạo ra bất kỳ một cái class nào ha, bất kỳ một cái class nào, không nhất thiết là phải là class nào, tên gì cả, nhưng mà mình sẽ có đặc biệt chú ý cái này, mình sẽ đặt là entity để mình lấy dữ liệu. Và một cái nữa là string, đây group bạn sẽ đặt là group ID, là nó trùng với lại cái ID của cái procedure của mình là cái này. Cái này nó sẽ không lặp lại ha. Không lặp lại. Rồi cái nữa là like, là tổng lượt like, rồi date, new, old. Như vậy là mình có bốn cái attribute này tương ứng với bốn cái field. Bốn cái field của cái procedure mà mình viết ở bên SQL. Và ở phần này thì đối với lại một cái entity thì chúng ta sẽ làm cái hàm khởi tạo không tham số, khởi tạo có tham số, rồi các cái phương thức get set cho tất cả những cái thuộc tính. Không, thế thôi. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ có một cái report. Thì bằng cách là chúng ta dùng một số cái. Bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái thằng mà by year. Và để khởi tạo thì nó sẽ chạy cái bài report 2. Thầy đã mở ra cái bài report 2 ở đây. Report 2 của chúng ta thì thầy đóng hết tất cả mọi thứ, thầy chỉ để cái phần year thôi. Rồi, chúng ta chạy thử để chúng ta hình dung tiếp. Khoan nào. Nó đang chạy rồi. Đang chạy, mình cho nó chạy lại mới được ha. Ở à đây rồi, ok. Đây 4. Run. Rồi, như vậy thì ở chỗ này các bạn thấy là mình sẽ chọn một cái năm. Cái năm này là nó sẽ chọn cái năm ở trong cái report của mình nhé. Rồi search. Đó, như vậy thì trong cái phần code của mình đối với lại cái file report này. Mình sẽ chọn cái năm ở đây. Đây,
select 5, bay cái này đây, được chưa? Rồi thầy chọn như vậy, ở chỗ này chúng ta sẽ có cái phần lựa chọn from option item item year year. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì nào? Chúng ta sẽ coi ở bên bài 4 này nè. Khi mà chúng ta lấy cái dữ liệu để chúng ta đẩy ra cái phần này. Được chưa? Là mới là do get nè, nó sẽ mở cái report 2. Report 2 sẽ là một cái form. Một cái form. Trong cái form này chúng ta sẽ chọn là chọn cái năm. Send item. Và sau khi chọn cái năm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái button. Button search. Khi mà click cái button search thì nó sẽ trả về cái servlet ở đây. Trả về cái servlet. Như vậy chúng ta sẽ nhìn ở bên này. Trả về cái servlet đây. Servlet của chúng ta. Report by year. Sau khi mà nó về như vậy thì chúng ta sẽ vô phần do box và nó sẽ lấy cái URI. Nếu mà report by year thì nó nhảy xuống cái hàm phía dưới này. Hàm phía dưới này của chúng ta thì chúng ta sẽ get year. Get year là lấy cái năm chuyển thành số nguyên và chúng ta sẽ sử dụng cái lớp video chấm trao. Thực ra cái chỗ này mình viết ở đâu cũng được các bạn. Mình viết ở bất kỳ đâu chứ không nhất thiết là phải viết trong video. Mình viết ngay ở đây cũng được, đúng không? Nhưng mà mình viết trong video thì mình nhảy vô trong video mình xem là cái phương thức này nó sẽ viết cái gì. Phương thức này nó sẽ đưa vào là một cái năm và nó trả ra là một cái list report. Report là một cái entity mà hồi nãy mình chứa cái dữ liệu mà mình cần là group rồi like rồi old date rồi new date á. Như vậy thì cái quan trọng nhất của chúng ta là tạo được một cái kết nối xử lý đến cơ sở dữ liệu và sau đó chúng ta dùng cái stock ha, storage procedure query. Đây là một cái class hỗ trợ cho chúng ta để gọi cái procedure của SQL và chúng ta sẽ, đây là tích tên của procedure. Nếu như mà thực thi xong thì sẽ được trả về cái entity này. Đó, thực thi xong thì trả về entity này. Và các bạn sẽ đưa cái dữ liệu vào bằng cách là register storage cái procedure parameter là year. Year tức là cái này, chúng ta đang để là year ở đây. Cái tham số đưa vào là year. Với cái kiểu là integer. Được chưa nào? Tham số 1 là được lấy dữ liệu, đưa dữ liệu vào. Và chúng ta sẽ xuống đưa cái dữ liệu vào ở đây. Year là cái mà chúng ta lấy từ lúc nãy ở bên trên á, chúng ta lấy từ bên này nè. Chúng ta đưa qua đây. Thì nó truyền xuống dưới này, truyền vô cái parameter để nó thực hiện cái hàm này. Cái procedure ở trong SQL và sau khi nó thực hiện xong thì nó trả ra cho chúng ta là cái kiểu entity report ha, trả ra cho chúng ta kiểu entity report. Thì sau khi mà bạn lấy được dữ liệu của entity report ở đây đó, thì các bạn sẽ trả về một cái danh sách tất cả những cái report. Như vậy thì report của chúng ta bản thân nó là chứa đựng là title của video, tổng số lượt like, ngày like cũ nhất, ngày like mới nhất, đó là bốn cái trường chính, được chưa nào? Và chỗ này chúng ta sẽ xếp cái đó
vào cái attribute là favorite video by year và bắt đầu mình chuyển lại cho cái report 2 này. Như vậy khi mình chuyển lại cho cái report 2 này thì nó sẽ không nhảy vô đây nữa mà nó sẽ nhảy vô cái table này để nó hiển thị cái dữ liệu lên. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là cái sử dụng cái procedure của chúng ta nó quan trọng nhất là trong procedure chúng ta có bao nhiêu cái field. Thì ở phía bên Java chúng ta sẽ xây dựng một cái report, một cái entity tương ứng có bấy nhiêu field. Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng một cái hàm để lấy dữ liệu. Cái này chúng ta viết bất kỳ đâu. Nhưng mà ở trong bài này thì chúng ta viết ở trong cái lớp là DAO của video. Đó, cái này các bạn có thể viết chỗ khác. Không, các bạn có thể viết chỗ khác. Miễn làm sao mà nó có cái phương thức đưa đầu vào là một con số và đưa đầu ra là một danh sách các cái entity mà chúng ta tương ứng với lại cái dữ liệu của SQL. Thế thôi. Và chỗ này chúng ta kết nối được cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta dùng cái class là storage procedure query. Đó, chủ yếu là cái chỗ này. Và chúng ta đưa cái tên của cái procedure mà chúng ta xây dựng trong SQL. Dữ liệu trả về sẽ được trả về theo entity. Và chúng ta có một cái tham số vào là year. Đó, chúng ta đẩy dữ liệu vào là year là chúng ta lấy. Thế thôi. À, cái bài về truyền sử dụng gọi phương thức, gọi cái procedure của SQL lên đây. Thì trong cái này, thứ nhất là nó có một tham số đầu vào là 5 và đầu ra của nó là một cái entity, nó có title tức là đặt bằng group đó, nó có bằng line là tổng số lượt line, nó có old date và new date hết. Đó, cho nên là các bạn chỉ cần quan tâm là mình cần phải có một cái entity để cho nó chứa được cái dữ liệu tương ứng mà mình lọc được trong SQL. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ đó. Chúc các bạn sẽ hoàn thành được cái bài lớp 6 và ở chỗ cái procedure này một cách đơn giản nhất. Một cách đơn giản nhất. Chúc các bạn thành công.